Theo tin của truyền thông Việt Nam, trưởng phòng tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương tên là Nguyễn Văn Thiên Đăng, sau khi nghỉ việc nhiều tháng, nay lại bị cơ quan điều tra cho quyết định truy nã. Công an tỉnh Bình Dương công bố quyết định truy nã ông Đăng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Từ năm 2014 đến năm 2017, trong lúc đương chức, ông Đăng đã cho phép phân phối lô bán đền ảo ạc khắp nơi trong thị xã trái quy định pháp luật. Ngoài ra, thì ông Đăng còn cho chuyển đổi mục đích đất không ghi nợ gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Đến giữa năm 2017, ông đang xin thôi chức trưởng phòng tài nguyên môi trường và làm đơn nghỉ việc được Ủy ban Nhân dân thị xã Dĩ An chấp nhận. Tuy nhiên, thì ngay sau đó xuất hiện những thông tin nghi vấn cho rằng ông Đăng có liên quan đến việc phân lô bán đất nền trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách. Công an đã vào cuộc điều tra và nhiều lần triệu tập, nhưng ông Đăng đã bỏ trốn khỏi cư trú. Hiện tại thì thị xã Dĩ An vẫn đang khuyết chức danh này.